Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pigeon TV. Ngon, bổ, rẻ là 3 yếu tố thường xuyên nói cùng với nhau nhưng ít khi đi cùng với nhau trên một sản phẩm hay dịch vụ. Nếu cách đây khoảng 1 năm thì bộ GoPro Razer Sinosa được coi là có giá tốt nhất trong thị trường, thì mới đây một tân binh mới nổi với mức giá và chất lượng còn tốt hơn, đó chính là combo Cooler Master Master Key Light L. Là một combo giá rẻ cho nên cách đóng hộp của nó không có gì đặc biệt, chỉ ở mức đủ dùng để cắt giảm giá thành. Ngoài bàn phím và chuột thì trong hộp còn có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Cái này thì mình khuyên các bạn nên giữ lại vì nó hướng dẫn cách chỉnh đèn LED, bàn phím và chuột, cùng với đó là một số chức năng khác nữa. Đầu tiên hãy cùng đến với con chuột. Nó có thiết kế gần như đối xứng, có kích thước khá nhỏ. Tại sao lại gần đối xứng? Lý do là bên cạnh trái của nó có hai nút back và forward, còn bên phải thì không có. Ngoài ra thì thêm vào đó nó còn có một nút chỉnh DPI ngay bên dưới cuộn chuột. Với kiểu dáng như thế thì nó khá là dễ cầm, mặc dù không ôm tay mà có loại chuột công thái học, nhưng theo mình thấy thì có vẻ những game thủ chơi FPS thường chọn những loại chuột đối xứng hơn. Kèm với đó thì trọng lượng của nó cũng khá nhẹ, cho nên bạn có thể thực hiện những pha vẩy chuột mà không hề gặp khó khăn gì. Vì là một combo giá rẻ cho nên chất liệu của nó không thể cao cấp như những dòng chuột đắt tiền được. Vỏ của nó khá giống với loại nhựa được sử dụng trên các chuột full hand, Mitsubishi hay là nhựa sử dụng để làm điều khiển TV ấy. Ở dưới thì có một logo Cooler Master, nhưng nó lại được in màu đen trên nền chuột đen, cho nên nhìn không được rõ logo. Nếu như hãng làm đèn LED ở đây thì có vẻ hay hơn, nhưng thay vào đó hãng lại làm ở mặt dưới, nhìn hơi dị. Mắt đọc của nó sử dụng là Optical đến từ Avago cho mức DPI tối đa là 3500, một con số khá đáng chú ý với một chuột chơi game giá rẻ. Cuối cùng thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách chỉnh đèn LED của sản phẩm này. Đầu tiên, khi bạn bấm nút DPI cộng với chuột phải thì đèn sẽ tắt hoàn toàn. Tương tự, bấm lại để có thể bật đèn lên. Bấm DPI cộng với nút cuộn chuột để đổi qua lại giữa hai chế độ sáng, đó là Static và Cycle. Và nếu chế độ sáng Static thì bạn sẽ bấm DPI cộng với nút Backward để đổi màu LED. Còn nếu chế độ sáng đổi màu vòng tròn thì bạn có thể bấm DPI cộng với Forward để đổi tốc độ chuyển màu. Còn nút chỉnh DPI thì chỉ cần bấm nút DPI mà thôi. Nó sẽ có 4 mức là 500, 1000, 2000 và 3500. Mỗi lần đổi DPI thì đèn nó sẽ nhấp nháy. Và đó là toàn bộ về chú chuột. Nếu đối với combo Razer Sinosa thì chuột là điểm nhấn, thì với Master Keys Light L thì sản phẩm tốt hơn cả của nó là chiếc bàn phím. Về thiết kế thì nó khá giống với loại phím cơ văn phòng thông thường, với form là full size. Và tất nhiên là mức độ hoàn thiện của nó thì sẽ không thể tốt như phím cơ được, nhưng nếu so với mức giá thì là quá tốt rồi. Ví dụ nhược điểm của nó như là các góc của nó thì được làm hơi vuông góc quá mức như thế này, và nhìn nó hơi bị thô và không được mượt mà cho lắm. Thêm vào đó thì chất lượng vỏ của nó cũng giống như chuột và mình đã nói rồi, không phải là quá cao cấp. Ở góc thì các đèn báo được thiết kế khá đơn giản. Về bộ khung của nó là như vậy, không có gì nổi bật lắm. Tuy nhiên, điểm nổi bật đáng tiền nhất của chiếc bàn phím này, đầu tiên đó là switch và thứ hai là đèn LED. Nói về switch trước, đây là một loại switch cho chính cooler thiết kế và được đặt tên là Mechanical, tức là kết hợp giữa bàn phím membrane là cao su và mechanical, tức là phím cơ. Kết hợp lại chúng ta có một phím mechanical, tức là giả cơ. Tuy nhiên, điểm tiếp xúc bản mạch của nó vẫn là cao su mà thôi. Nói thì hơi lằng nhằng, bạn chỉ cần hiểu là nó sẽ thêm một số bộ phận sao cho cảm giác gõ được giống phím cơ nhất, vậy thôi. Nói về cảm giác gõ của nó thì phải nói là khá tốt. Nếu bạn là một người chưa từng sử dụng phím cơ bao giờ thì rất có thể sẽ nhầm đây là phím cơ. Cảm giác gõ của nó khá giống sự kết hợp giữa Brown và Red Switch. Ngoài ra thì nhà sản xuất cũng cam kết rằng tuổi thọ của nó sẽ gấp đôi so với loại bàn phím cao su thông thường. Hãy cùng nghe qua thử âm thanh của nó. Và chưa dừng lại đó, điểm độc đáo nữa của switch này là bạn có thể dùng keycap của bàn phím cơ để gắn vào. Đây là một cơ hội tốt cho những bạn không có phím cơ nhưng vẫn muốn chơi keycap. Nói vậy thôi chứ keycap mặc định của nó khá tốt rồi, được phủ UV, phông chữ đẹp, in rõ nét, mặc dù hơi bám vân tay một chút. Còn điểm nổi bật thứ hai đó là hệ thống đèn LED. Có thể nói, đây là chiếc bàn phím không phải cơ mà có hệ thống đèn LED đẹp và hoàn thiện tốt nhất từ trước đến nay mà mình từng được trải nghiệm. Ánh sáng đèn rõ ràng, đều và đẹp, thậm chí độ sáng của nó còn hơn một số loại phím cơ như thị trường. Góp công lớn ở phần này có lẽ là nhờ tấm nền trắng ở dưới phím, nó giúp phản sáng cực tốt và ánh sáng thể lan ra đều và đẹp. Cùng với đó thì nó có rất nhiều chế độ sáng đi kèm với 16 triệu màu. Hãy cùng xem qua một số kiểu sáng của nó. Bạn có thể thấy đèn của nó sáng rất mượt và không hề có độ trễ. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là không hề có phần mềm và bạn phải chỉnh hoàn toàn bằng tay. Thế nên, hãy giữ lại quyển hướng dẫn sử dụng. Mình sẽ nói qua một số cách chỉnh. Hãy bấm phím SN, F5 để đổi các chế độ đèn LED. Phím SN, F7 để tăng giảm tốc độ chạy các hiệu ứng.
FN-F234 để phối các màu đèn và bạn cần biết pha màu một chút để phối. Sơ qua vậy thôi, nếu thích thì các bạn có thể đến tận Playzone để trải nghiệm free. Nhìn chung thì ở mức giá 1.250.000 thì bộ combo này có thể nói là không có đối thủ. Với một ngân sách eo hẹp hay bạn là một chủ quán net thì thực sự combo này là hợp lý nhất rồi. Và nếu bạn muốn mua sản phẩm này hãy truy cập ngay link mình để trong phần mô tả. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh YouTube của Playzone TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.